Hoàng Mai xin phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khán quý đến với sự kiện khai trương cửa hàng Nike Hồ Tây trong buổi tối ngày hôm nay. Rộng, từng gian hàng được chia ra. Khi bước vào đây thì Vinh cảm nhận là không chỉ đi mua hàng nữa mà cái nguồn năng lượng từ cửa hàng này nó truyền cho Vinh rất là muốn đi tập. Tôi đang nghĩ là Nike Hồ Tây là một nơi mà được trưng bày tất cả những cái sản phẩm mới nhất của Nike cho tới thời điểm hiện tại, nên là really excited for that. Giúp Nike Việt Nam sẽ đưa và truyền tải được cái thông điệp của Nike được đến nhiều người hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam.